mở tin hỏi vừa thổi vừa nghe đây. Một giải đấu tập kinh khủng Kickmaster Speed Battle được tổ chức bởi Mini World với hai cái tên chính là Hasiro và Mail Không Mail. Phần thưởng được Nimo TV tài trợ lên đến hàng triệu đồng luôn nè. Giải đấu sẽ diễn ra trên kênh stream Nimo TV của mẹ bé vào chủ nhật hàng tuần ngày 13/20/27 và thứ bảy hàng tuần trên kênh livestream Nimo TV của Hasiro Official ngày 12/19/26. Khi theo dõi trận đấu trên Nimo TV, bạn sẽ có cơ hội nhận được những món quà có giá trị chao bá lửa như áo gói mũ của Nimo, mô hình và hộp bút của Mini World. Tham gia livestream Mini World trên Nimo để nhận thưởng và có cơ hội trở thành streamer thực thụ nào. Chi tiết vui lòng theo dõi tại fanpage Mini World hoặc link dưới sự kiện trong app. Ok anh em ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục đi giặt đồ anh em. Lại là chuyên mục quen thuộc trong blog của mình. Hả? Này kêu bà đi, bà không đi. Đi chơi thì đi rồi. Đi không? Có. Không cho. Thì mình đi đi với một đôi anh các bạn. Bye bye. Có muốn không em? Ban đêm là giờ để ăn nha anh em. Đó, hiện tại là bọn mình đang chờ đi ăn ốc. Đây là đang chờ món ra và anh Bốn tài trợ cho anh bạn. Anh Bốn bao chầu này. Bạn ơi, chờ thì bạn ơi, là mình có là anh luôn. Thần ăn của Hero Team. Cà mùi đang rất là đói. Thần ăn của Hero Team. Ok anh em ạ, bởi vì ngày hôm nay là bọn mình không có bất kỳ cái lịch nào đi ra ngoài hay là gặp đối tác gì hết, nên là mình quyết định là sẽ giải trí một chút vào buổi sáng bằng những bài nhạc chill hoặc là chơi game. Ok anh em ạ, và sau 2 tiếng hồ mình ngồi mình vật lộn với cái loa, mình không biết cách nào để gắn vào cái máy tính, nên là mình quyết định là rủ họ anh em đó đi chơi. À thật ra là mình được họ anh em rủ đi chơi anh em ạ. Và đây là xe đã tới rồi nè, và Phong hiện tại đang ở trong kia còn đang thay giày. À đây Phong ra rồi. Hello Phong. Hello. Hello. Và bây giờ thì bọn mình sẽ đi qua một cái chỗ đó là mình chơi trước, và sau đó tới tầm khoảng chiều bọn mình cũng sẽ hẹn với họ cho em đi đúng năng mạng anh em. Ok, và sau khi đi mua một vài đồ cần thiết cho anh em bọn mình xong, bây giờ bọn mình đã đến được Vincom Đồng Khởi để đi ăn cùng với hội chị em. Và đây là Kuyon TV. Kuyon từ trên xuống dưới coi. Đấy. Không cần từ trên xuống dưới nè. Đấy, dịch từ trên xuống dưới nè. Đó. Phải mang dép mọi người ạ. Đó, tất cả anh em đều full đen không? Còn riêng tôi anh em nhìn này. Đó, đó tôi nổi nhất tiên luôn. Trời ơi. Ok anh em, và bây giờ bọn mình đã xuống tới được cái quán này rồi. Đây là cái quán mà mình rất là hay ăn luôn. Mình cũng hay ăn luôn. Ừ, mình cũng hay dẫn người yêu mình đang ăn lắm. Ừ, đấy. Và hiện tại tất cả mọi người đã có mặt rồi này. Đấy. Dịch à, thắc mắc tại sao rồi cứ khăng khăng đòi xuống đây. Đi ra là hãy đi ăn ở đây. Bên kia là họ chị em anh em ạ. Đó. Còn Dịch thì nãy sau một pha gọi là lú lẫn thì Dịch đã để quên đồ trên xe nên là Dịch phải quay lại, nhưng mà không sao. Mình đã lớn lên chỉnh rồi. Ừ. À, ok, đây chính là menu của quán chúng ta. Đây là menu nè anh em. Trong menu có gì đấy? Trong menu có gì đấy? Hôm nay thì bọn mình sẽ đi ăn nha các bạn nha. Thì ở đây có ăn món này quay thôi, giờ chọn món đi mọi người. Kinh nghiệm ăn ở đây mấy chục lần thì mình quyết định mình ăn cơm còn đi gà anh em à. Tại vì căn bản là bây giờ tôi cũng đang cần tăng cân nên là tôi phải ăn cái món nào thoải mái, hiểu không? Tức là trong nguyên menu thì tôi ăn cái gì cũng được hết, chỉ có cay đôi mới là hơi kén chọn tí thôi. Cái coi chứ giờ em đang giảm cân mà, đúng không? Đi ăn mì thôi. Ừ đó, cho nó để ăn cơm với mình đâu. Để mà mày làm đào chứ. Các anh em thấy sự quyết tâm của cay đôi không? À. Anh em thấy cây con ốm mới được miếng nào mà anh em? Tôi thấy cây con ốm mới được chút rồi đó. Ủa giảm được mấy cân rồi ca? Giảm được 4kg. Ghê. Mày là sao đi ăn thì mày lại tăng lên 5kg. Và Dịch thì đang cố gắng để có 6 muối này mà. Đây là Dịch ăn cũng rất là vô khuôn khổ. Chỉ có tôi với Phong thì ăn khá là thoải mái. Đúng. Ông ơi ông Khanh cũng chưa ông đưa tôi mời cuộc sản. Lần đầu ăn mì, không phải lần đầu được ăn mì Tokuda, ăn nhà bạn, ăn mì ra miếng ngon lắm. Ok, đây là, bây giờ mình sẽ ăn đây bạn, đây là dĩa cơm của mình, hồi thì nó ngon gì đâu á. Ok, và sau một khoảng thời gian ăn thì cuối cùng bọn mình cũng đã ăn xong rồi anh em ơi. Đấy, và bây giờ thì các hội chị em sẽ đi mua đồ đúng không? Hội chị em đi mua đồ đúng không? Bye bye. Còn anh em mình về nhà cho Liên Minh anh em ạ. À.
Cái này cũng bị quay đi cơ. Mấy người ta yêu nhau hay là mấy người yêu nhau mà ta là cái gì vậy? Em cũng không hiểu cái này là gì. Trời ơi, các bạn biết sao? Phần cặp nè. Trời ơi, đứng vô đứng vô. Trời. Tụi tức á. Đi đâu đây? Ok các bạn ơi. Và sau khi bọn mình quẩy tung nhà lên thì bây giờ bọn mình sẽ đi chơi một chút. Tuy nhiên thì bây giờ bọn mình đi chơi ở đâu thì bọn mình sẽ không nói các bạn biết đâu. Thì bí mật quốc gia anh em nào. Ok, 10 giây nữa. Đi. Em ơi tôi về rồi. Và sau khi đi chơi xong thì bọn tôi quyết định là ghé qua Texas để ăn. Nhưng mà hiện tại đang chờ đồ ăn ra, vẫn chưa có. Sau một hồi đi ăn thì bây giờ bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi phố đi bộ Hà Nội. À không, phố đi bộ. Phố đi bộ Hà Nội. Em lộn, phố đi bộ tên gì cái? Phố đi bộ Sài Gòn. Phố đi bộ Sài Gòn anh em. Nó tên là phố đi bộ luôn á. Phố đi bộ Nguyễn Huệ. À phố đi bộ Nguyễn Huệ cho anh em, không phải Hà Nội nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bắt đầu. Mình đã tới được phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi anh em ạ. Và Kai Don đang đau bụng. Ăn cái lắm vô rồi đau bụng. Kai Don này mắc nghĩa. Ok anh em ạ, và bây giờ chúng ta đã phố đi bộ Hà Nội. Hai lần. 12 lần rồi. 11 lần đâu còn theo bộ qua 12 lần mà sai rồi. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ok chúng ta làm gì? Rồi, ừ, các bạn luôn nha, trong tương lai. Nhất. Trong tương lai mà mình sẽ lôi Siro ra để phố đi bộ Hà Nội cho Ron thỏa lòng một lần. Chắc chắn. Ok đây bạn, bây giờ thì mình sẽ đi dạo ở phố đi bộ và tất nhiên là mình đi phố đi bộ thì mình sẽ đi bộ chứ không thể đi xe được đúng không anh em? Và đây là cái hồ ở đây mà trời, cái hồ nó to dã man ngon nghe ngon nhìn nè. Mở cây. Dịch đây có ý định muốn ám sát rồi gây. Mình đánh ông ơi. Mình còn con nói ông nghe nè. Con cắn được rồi chứ. Đi rồi đây ông. Đi. Mẹ mẹ. Đi. Đâu. Anh em là tới ngày hôm nay đây rồi em. Tôi là hai em ạ. Đẹp không bà. Bà thấy đi. Rồi xong chết dịch luôn. Rồi rồi dịch xong rồi.
ok nên mà phía sau mình là rất nhiều bạn fan đang đi theo và tất cả các bạn đều bảo là cao mũi lùn, cao mũi lùn. Anh em thấy không, phải một mình tôi bảo cao mũi lùn không? Mà bả lùn thiệt mà. Dịch ơi. Dịch ơi. Dịch. Dịch. Đây đi. Sao ai cũng có đôi cặp anh đi một mình vậy? Hả? Sao ai cũng có cặp anh đi một mình vậy? Oh my god, no. Là bao nhiêu? Chắc mình nhận được hơn 97 195 đấy. Em 2K1 2K. Ờ, cho mình thu thử luôn 2K5 2K5 còn 97 mà thấy anh nhiều. Anh nhiều. Sao anh giấu tên? Sao anh giấu? Anh giấu số tuổi anh vậy? Sao anh là 1 chứ mà. Mày nữa rồi mình sao cũng được. Sao giọng giống Mỹ vậy? Sau này ta sẽ sánh đôi, sánh đôi, sánh đôi. Chỉ cần em bên đời anh cũng thấy vui. Yeah, yeah. Khi em nói câu xin chào là khi trái tim ta buồn, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho ai nghe. Con tim giá bông bông chờ ngày em ghé thăm nơi này. Mình cần quay lại đây, quay lên, quay lên, cho vô vô vlog. Nãy rồi, tàn nhà ấy rồi. Mộng mơ anh tương tư thế thôi. Khi em nói câu xin chào là khi trái tim tôi buồn, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho anh nghe. Con tim giá băng bao ngày chờ ngày em ghé thăm nơi này. Ngày hôm nay anh đem lời yêu trao đến em, ngại ngùng em không trả lời anh em ngó lơ. Tại vì sao em không Kenny Rowe. Kenny Rowe. Nên anh tôi tên hai bà luôn. Ông bà cha mẹ của anh thường hay dạy, nếu dám yêu thì con phải dám nói. Nên anh có tin ngay và luôn, kẻo sau này một mình anh sám hối. Yêu anh đi anh chắc là không sai, chuyện tình mình sẽ có một không hai. Nhưng đừng để trái tim này chờ mong mãi, nhưng dù có chờ tình này vẫn không phai. Anh em thấy trời nó khuya tối không? Nó tối thui, tối mù, tối mệt luôn rồi anh em. Tụi tôi đã quay tầm khoảng từ lúc 2 giờ đến bây giờ là gần 6 giờ rồi anh em. Quay bao nhiêu tiếng nhờ? 4 tiếng đồng hồ. Ở đâu có thể thu âm anh em ạ? Thu âm 6 tiếng, 4 tiếng đồng hồ là rất là khó luôn. Tại vì anh em bọn mình không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, đây là hát hơi dở tí, anh em thông cảm nha. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta hơi đi xuất tin, phải nhanh chân lên một chút. Let's go. Watch it. Và hiện tại Dịch đang mất cúp. Thà là còn đây là 3 chiếc bộn vẫn chưa được make up. Tất cả mọi người đã make up xong hết rồi này. Đấy. Và bây giờ thì bọn mình sẽ qua bên chỗ shooting để có thể chụp ảnh cho Hero Media đây bạn. Dài quá. Dài quá. Này tí cầm nữ sĩ. Một xăng. Sao mình biết được rồi. Chịu này không anh? Thì em xịt cho được nó dính lại luôn. Ừ, được chứ. Chứ nó đang hơi tung tung. Ok đây bạn. Và hiện tại là bọn mình đang ở ngay studio để chụp hình này. Đấy, họ cho em chụp xong hết rồi. Còn họ anh em bọn mình thì vừa mới tới. Đang đói meo luôn mà chưa ăn gì cả. Và Dịch này, tôi thương anh tôi quá. Anh mua đâu đấy? Đây, mua đâu đấy? Cảm ơn anh chụp đấy. Hả? Thôi bà đừng mượn áo của tôi, đừng mượn. Các bạn không, YouTuber 400k subscriber mượn áo của mẹ YouTuber 1 triệu subscribe. Chị em với nhau hợp tông lắm luôn đó thầy. Ê, cái áo này ơi, hợp với quần của Shiva. À, mượn, mượn. Thôi, 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 thôi bạn, thôi bạn. Thôi bạn, thôi bạn. 5.000 đô. 5 con cá. Không, 5.000 đô. Tiền, 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 tiền bay trước. Món này đi. Thôi, đừng có bầu.
Những con người chăm chỉ 10 giờ rồi vẫn còn đứng chụp hình. Hello Mười. Chờ. Hello. Chào mày ra. Đều không có đứa. Ok các bạn ơi, bởi vì bọn mình đi qua đây khá là trễ, nên là đến tận bây giờ bọn mình mới chụp xong. Bây giờ là tầm khoảng 11 giờ gì đó. Nhưng mà thành phố mà, thì Sài Gòn về đêm mà, nên là còn rất là đông người. Thì đây mới đang đứng đặt xe. Đấy. Tưng. Tưng 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 tưng. Giờ thêm một người quay vlog nữa. Ok. À 12 giờ đêm rồi anh em ơi. Và bây giờ bọn mình sẽ đi ăn một cái gì đó để cho đói bụng. Đã đói bụng rồi đẹp. Đói quá. Ừ. Là phố ăn uống của bọn mình sẽ đi vào đây để bắt đầu cuộc chơi vui chơi. Chào Cam ơi. Thiên đường của chị nè. Thiên đường của chị chưa? Đồ ăn không kìa, ăn đi. Đây đi ăn nè. Ok anh em ạ, và bọn mình sẽ đi về phía trước để đến một cái quán người ta gọi là quán gà chiên. Hiện tại tất cả mọi người đang quẹo vô quán gà chiên. Tôi không biết là bây giờ mọi người có định ăn quán gà chiên này không, bởi vì ban đầu dự định đi ăn sủi cảo. Tuy nhiên thì bây giờ là Timmy, Phong Cận và một người nữa anh Bổn đã bước vô rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình cũng phải vô để mình ăn luôn anh em ạ. Đây là mì gà chiên nha anh em ơi. À vẫn là sủi cảo anh em ạ. Đây là chúng ta vẫn tiếp tục ăn sủi cảo nha. Ok các bạn ơi, nãy dịch đánh con yêu của mình đi. Quay rồi, rồi xong hư máy rồi. Tao đang hù khu này rồi xong rồi. Xong rồi. Nước suối á. Cứ mỗi lần gặp nhau là sẽ có thêm mấy clip TikTok nè anh em. Mà quay TikTok nhiều và lờ anh em ạ. Dịch đang khoái với thành phẩm TikTok của mình. Đấy, TikTok là gì anh em, lên TikTok của Dịch anh em soi nha. Thằng nào sau khi làm xong TikTok chẳng bị bệnh tự kỷ. Đâu đâu quay TikTok không? Tao chỉ ước nó tự quay lại bản thân nó, lúc nãy nó ngồi nó chỉnh được hơn nửa tiếng đồng hồ cái video TikTok. Tao đánh nhanh từng tỷ tập hợp tiền. Ê, dí đâu rồi? Chết mày ơi, dí bị mốc. Quay tim mày chủ tịch kìa mọi người, có tim mày chủ tịch quay. Anh chú ơi, alo. Rồi xong rồi. Rồi, TikTok nè. TikTok nè. Này thì TikTok nè. Ok các bạn ơi, và bọn mình đã về tới nhà rồi đây. Ơi Dịch đang bị ám ảnh với câu ok các bạn ơi chúng mình các bạn ạ. Thì hiện tại là Dịch đang ở dưới, mọi người đừng thay đầu và chúng ta chuẩn bị chơi ma khói. Nhưng mà chuyện ma khói ngày hôm nay mình sẽ không quay cho anh em coi được đâu, bởi vì ngày hôm nay chuyện ma khói này mình nghĩ là anh em không thích coi. Nên là mình muốn cho anh em ở trong game mình chơi cho nổi tiếng một chút, cho nó thoải mái một chút, đúng không Dịch? Đúng không? Em sẽ không quay ma khói ngày hôm nay, được không? Ừ, giờ hai chị cục sốt á, thời gian mình biết Dịch thương mình lắm á nè. Thôi bây giờ mình chơi ma khói nha. Để nghe đi anh chơi ma khói nè.